Hoài Sa và Thiện Hạnh. Thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VIETV. Quý vị đang đến với phần tin 24 giờ qua và sau đây kính mời quý vị bước vào bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin 24 giờ qua là bản tin thuộc hệ thống của đài truyền hình VIETV. Vào sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 7, gia đình sư phạm Sài Gòn hải ngoại lại có cuộc họp mặt thường niên tại thành phố Garden Grove, Nam California để nối kết thêm sự kháng khích đã có từ ngày ra trường. Chương trình nhận được sự tham dự của rất nhiều các cựu giáo sinh, cựu học sinh sư phạm Sài Gòn thuộc đủ các khóa, từ khóa sư phạm cấp tốc, khóa 1 cho đến khóa 13 từ khắp nơi về tham dự. Khi vượt thoát sang miền đất tự do, giáo sư Nguyễn Quý Bổng là người đầu tàu đã tập hợp lại được một số thầy cô trường sư phạm Sài Gòn thành một nhóm để liên lạc với nhau, trao đổi tin tức và tìm cách giúp đỡ những thầy cô còn ở lại đang gặp khó khăn. Từ đó đến nay, họp mặt hàng năm là một truyền thống của gia đình sư phạm Sài Gòn. Thưa quý vị, Úc Quốc điều tra được thu hồi túi hơi Takata. Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Úc Quốc vào hôm thứ Hai ngày 24 tháng 7 cho biết, đang điều tra về đợt thu hồi loại túi hơi do công ty Takata Corporation chế tạo. Cuộc điều tra bắt đầu một ngày sau khi cảnh sát cho hay một người đàn ông có thể đã chết trong một vụ tai nạn ở Sydney có liên quan tới thiết bị an toàn có lỗi này. Hội đồng Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ICCC nói họ đang tìm kiếm thông tin từ cả cơ quan chính phủ, chịu trách nhiệm về an toàn xe cộ và các nhà sản xuất xe hơi. ICCC muốn biết các cơ quan và công ty đã gửi cho các chủ xe những thông tin gì trong đợt thu hồi. Chủ tịch ICCC ông Ross Sims lưu ý rằng các túi hơi Takata bị xuống cấp dần theo thời gian và có thể gây chết người khi bung ra không đúng cách và bắn ra những mảnh kim loại vào những người ngồi trong xe. ICCC cho biết có hơn 2,3 triệu chiếc xe hơi thuộc 60 kiểu ở Úc Quốc đã được thu hồi túi hơi kể từ năm 2009. Một bản tin khác liên quan đến Á Châu cho biết Tổng thống Philippines muốn tuyển thêm quân. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào hôm thứ Hai ngày 24 tháng 7 tuyên bố tuyển thêm quân cho cuộc chiến chống lại một nhóm phiến loạn. Ông viện dẫn mối đe dọa an ninh quốc gia là lý do tăng cường lực lượng quân sự. Nhóm quân đội nhân dân mới NPA đã tung ra hơn một chục các cuộc tấn công vào các cơ quan chính phủ trong tháng 7 này. Theo Tổng thống Philippines, cần thêm khoảng 35-40.000 binh sĩ để đáp ứng các mối đe dọa từ trong và ngoài nước. Trước mắt, ông dự tính tuyển thêm 20.000 binh sĩ. Tổng thống đưa ra các con số này trong bài diễn văn về tình trạng quốc gia đọc trước Quốc hội. Quân đội Philippines đã chiến đấu chống lại một nhóm phiến quân có liên hệ với Tổ chức Quốc gia Hồi giáo ở thành phố Marawi từ hôm 23 tháng 5. Theo dữ liệu của chính phủ Philippines, cuộc chiến kéo dài từ 63 ngày qua đã làm hơn 600 người thiệt mạng và khoảng nửa triệu dân thường phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tổng thống Kenya không xuất hiện trong cuộc tranh luận tổng thống. Thưa quý vị, lãnh đạo phe đối lập Kenya và ứng cử viên tổng thống Raila Odinga đã tham gia vào một cuộc tranh luận trên đài truyền hình sau khi tổng thống Uhuru Kenyatta gặp thất bại. Vị trí bên cạnh chiếc bục của ứng cử viên tổng thống Raila Odinga đã để trống khi ông Odinga trả lời các câu hỏi của hai nhân viên điều hợp chương trình. Không rõ lý do tại sao tổng thống Kenyatta không xuất hiện trong cuộc tranh luận lần này, nhưng đảng của ông đã lên tiếng phản đối hình thức của cuộc tranh luận nêu trên. Trong số 6 ứng cử viên, chỉ có 3 người xuất hiện trong vòng đầu tiên và không tranh luận với hai ứng cử viên chính. Trước đó vào ngày 23 tháng 7, tổng thống Kenya Kenyatta đã tổ chức một cuộc họp báo để trả lời câu hỏi trực tiếp trên mạng xã hội Facebook và Twitter cá nhân về những vấn đề khác nhau mà người Kenya đặt ra. Vào hồi đầu tháng này, người Kenya hy vọng rằng sẽ được xem cuộc tranh luận trên truyền hình giữa các ứng cử viên phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng tới, nhưng họ phải thất vọng khi chỉ có một trong số ứng cử viên có ý định lên sân khấu để tham gia vào chương trình. Theo dự trù, người Kenya sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 8 tháng 8 tới đây. Cháy rừng lan rộng gần khu nghỉ mát Saint-Tropez của Pháp. Các nhân viên cứu hỏa vào ngày thứ Ba 25 tháng 7 đã phải nỗ lực chiến đấu với vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở thị trấn Ramatuelle, cách thành phố nghỉ mát nổi tiếng Saint-Tropez thuộc miền nam nước Pháp khoảng 10 km. Giới chức trách địa phương cho biết những cơn gió mạnh đã khiến cho ngọn lửa lan rộng ra xung quanh. Chỉ trong một tiếng đồng hồ đầu tiên, nó đã thiêu rụi 200 acre đất. Vào sáng sớm thứ Ba cùng ngày, người đứng đầu cơ quan chỉ huy Trung úy Michael Stutras tuyên bố, đám cháy vẫn chưa được kiểm soát. Một số vụ hỏa hoạn vẫn đang tiếp diễn ở miền nam nước Pháp và cơ quan này đang phải vật lộn để chiến đấu với ngọn lửa tại nhiều khu vực khác nhau. Các nhà chức trách còn loan báo,
Vụ hỏa hoạn đã phá hủy khoảng 1.400 acre đất rừng ở phía nam nước Pháp và trên đảo Corsica. Nguyên nhân gây ra đám cháy vẫn đang được tiến hành điều tra. Các vụ không kích ở Syria khiến cho 8 người bị thiệt mạng ở Gota. Thưa quý vị, Đại quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở Anh Quốc cho biết, các cuộc không kích đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 8 người ở vùng ngoại ô Ghouta của thủ đô Damascus sau khi một video đăng trên mạng lưới điện toán toàn cầu vào ngày thứ Ba ngày 25 tháng 7 cho thấy chiến đấu cơ của quân chính phủ bay ngang qua khu vực này và khói đen được nhìn thấy bốc lên từ các tòa nhà trên mặt đất. Những người bị thiệt mạng được xác nhận là dân thường sống trong khu vực. Ghouta được xem là cứ điểm của quân nổi dậy gần thủ đô Damascus kể từ khi chiến sự được tuyên bố chấm dứt vào ngày 22 tháng 7 vừa qua. Cơ quan dân phòng và cứu nạn Syria cho biết, nằm trong số các nạn nhân có 5 trẻ em và 2 phụ nữ. Trong một tuyên bố đưa trên mạng xã hội Facebook, tổ chức này nói rằng số người bị thương và mất tích hiện đang là 50 người. Các vụ không kích diễn ra vào lúc 11 giờ sáng theo giờ địa phương. Thưa quý vị, Vatican tác đài phun nước khi Rome hứng chịu hạn hán. 100 đài phun nước, trong đó có 2 kiệt tác Baroque tại công trường St. Peter đã tạm thời ngừng hoạt động vào ngày thứ Hai 24 tháng 7 sau khi Giáo hội Công giáo La Mã Vatican cảm nhận được hơi nóng do hạn hán kéo dài ở khu vực xung quanh thủ đô Rome. Những đợt nắng nóng của mùa hè sau 2 năm ít mưa ở thủ đô Rome của nước Ý đã buộc chính quyền thành phố phải tắt các đài phun nước trong bối cảnh người dân phải đối mặt với việc thiếu nước sinh hoạt. Phát ngôn nhân của Tòa Thánh Vatican, ông Greg Burke cho biết, đây là lần đầu tiên các nhà chức trách tại khu vực có 1,2 tỷ người Công giáo trên thế giới bị buộc phải tắt vòi nước. Đứng bên cạnh công trường St. Peter, ông Burke nói rằng Vatican muốn chia sẻ tình hình hạn hán với người dân. Tất cả 100 đài phun nước của Vatican sẽ bị tắt dần trong những ngày sắp tới. Chính phủ Rome đồng thời loan báo, lượng mưa vào tháng 7 năm nay ít hơn 72% so với bình thường. Lượng mưa thấp hơn 74% so với tháng 6 và giảm 56% so với mức trung bình vào giữa tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Vấn đề bảo vệ địa cầu và các nguồn tài nguyên trên thế giới luôn được Đức Giáo hoàng Francis quan tâm trong những năm gần đây. Vị chủ trang của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ từng gửi thông điệp kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cùng nhau hành động bảo vệ môi trường. Nhóm FALC sẽ ra mắt đảng chính trị vào ngày 1 tháng 9. Thưa quý vị, lực lượng vũ trang cánh tả FALC, một trong những nhóm phiến quân nổi dậy tại Colombia, sẽ chính thức ra mắt đảng chính trị mới vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Đây là một phần của thỏa thuận hòa bình mà FALC đã đạt được với chính phủ Colombia. Theo đó, các tay súng của FALC sẽ có cơ hội phục vụ trong quốc hội. FALC đã tham gia vào cuộc chiến chống lại chính phủ Colombia suốt hơn 50 năm qua, nhưng đã giao nộp vũ khí theo thỏa thuận đạt được sau hơn 4 năm đàm phán với chính phủ tại thủ đô Havana của Cuba. Thỏa thuận hòa bình cho phép nhóm này có 10 ghế trong quốc hội và cho phép đa số các tay súng của nhóm được ân xá. Phiến quân FARC bị các tòa án đặc biệt về vi phạm nhân quyền kết án sẽ được ân xá để tránh việc ngồi tù. Thay vào đó, họ chỉ bị yêu cầu đi tháo dỡ mìn và v.v. FARC vẫn chưa công bố thành viên nào sẽ giữ được vị trí trong quốc hội hoặc tên đảng mới là gì. Tuy nhiên, nhóm phiến quân cánh tả này sẽ tổ chức các cuộc họp trước khi tham gia hoạt động chính trị. Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin cho biết Nga phái nhiều cảnh sát quân sự đến miền đông Ghouta của Syria. Chính phủ Nga vào ngày thứ Hai 24 tháng 7 đã biệt phái nhiều cảnh sát quân đội đến khu vực Eastern Ghouta thuộc miền đông thủ đô Damascus nhằm để giảm bớt tình trạng chiến cuộc đang leo thang. Quân đội Syria tuyên bố ngừng mọi hoạt động quân sự vào ngày thứ Bảy 22 tháng 7 tại khu vực do quân nổi dậy kiểm soát gần thủ đô Damascus. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Hai rằng quân cảnh của Nga đã thiết lập 2 trạm kiểm soát và 4 điểm quan sát trong khu vực. Các binh sĩ Nga cũng sẽ được phái đến những khu vực khác ở phía tây nam Syria từ ngày 21 và 22 tháng 7 vừa qua với việc thiết lập 2 điểm kiểm soát và 10 điểm quan sát. Các cuộc thảo luận về việc tạo ra các khu vực phi chiến sự mới tại tỉnh Idlib vẫn đang được tiến hành. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Mong quý vị đừng rời khỏi màn hình của VIETV. Sau phần thông tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và giải trí.